Đái tháo đường ảnh hưởng đến sức khỏe tình dục của nam giới như thế nào? Bệnh lý tiểu đường không chỉ gây ra những cái biến chứng nguy hiểm trên các cái cơ quan quan trọng như là tim này, mắt hoặc là thận, mà nó còn là một trong những nguyên nhân nó gây ảnh hưởng tới cái sức khỏe tình dục của anh em nam giới chúng ta. Và theo rất nhiều những nghiên cứu y học thì có tới một nửa, tức là một nửa những người mà bị mắc các bệnh lý về mặt tiểu đường, gặp phải các cái vấn đề liên quan tới chức năng sinh dục, nó bị suy giảm chức năng sinh dục từ khi mà gì? Chúng ta bị mắc các bệnh lý về đái tháo đường. Ví dụ như các cái vấn đề về rối loạn cương, xuất tinh sớm hay suy giảm ham muốn. Cái đầu tiên đó là ảnh hưởng tới cái chức năng cương dương. Cái chức năng cương dương nó liên quan trực tiếp đến cái quá trình hệ thống tuần hoàn và bơm máu đến cái gì? Đến từ các phần ngoại vi đến cái phần dương vật của chúng ta. Và nguyên nhân của việc này là khi mà đường huyết nó cao thì nó làm tổn thương các cái dây thần kinh, nó ảnh hưởng đến cái việc phát tín hiệu tình dục tới vùng dương vật. Và do vậy thì khi mà các cái dẫn truyền cảm giác tới não nó bị ảnh hưởng thì khó cương cứng dương vật trong cái quá trình mà chúng ta quan hệ, bởi vì cái hệ thống thần kinh nó bị ảnh hưởng. Và ngoài ra thì các cái bệnh lý tiểu đường nó còn làm tổn thương các cái mạch máu ở trên cơ thể, nó gây thiếu máu và gì cung cấp cho rất nhiều các cái cơ quan khác nhau, trong đó thì nó cũng làm thu hẹp các cái mạch máu đến vùng dương vật, nên cái bộ phận sinh dục nó không thể đủ máu để cương cứng được. Trạng thái xìu và trạng thái cương nó chỉ khác nhau là khi có kích thích tình dục thì máu nó được dồn đến, nó được bơm đến lấp đầy các cái xoang hang và nó gây cương cứng. Cái tình trạng này nó gây ra những cái vấn đề về mặt rối loạn cương dương kéo dài, có thể dẫn đến tình trạng liệt dương, tức là gì, mất hoàn toàn cái khả năng quan hệ và nó ảnh hưởng đến cái trạng thái xuất tinh của chúng ta. Do cái sự tăng đường huyết kéo dài như vậy trong một cái thời gian rất dài thì nó làm tổn thương các cái dây thần kinh, nên là cái lượng tinh dịch nó sẽ bị cản trở, nó khó xuất ra bên ngoài được, làm tăng nguy cơ dẫn đến cái tình trạng là bị vô sinh hiếm muộn ở nam giới. Và đôi khi bệnh nó cũng là nguyên nhân gây những cái tình trạng gì, gây tình trạng xuất tinh sớm. Do cái tình trạng rối loạn cương dương khi mà nó gây ra, nó tạo nên thành cái vòng xoắn gây tình trạng gì, xuất tinh sớm. Và xuất tinh sớm kéo dài nó gây ảnh hưởng tới sức khỏe, tới tinh thần và gây suy giảm chức năng tình dục của chúng ta. Khi mà đái tháo đường thì nội tiết tố nó bị giảm do cái quá trình kéo dài như vậy. Và ngoài ra nếu như mà anh em nam giới mắc bệnh tiểu đường, nó còn kèm theo cái tình trạng gì, thừa cân, thì cái hiện tượng giảm testosterone có nguy cơ cao hơn rất rất nhiều lần. Và cái việc mà giảm nồng độ hormone sinh dục nam, nó không chỉ gây ra những cái rối loạn trong đời sống sinh dục đâu, mà nó còn là cái yếu tố nguy cơ rất cao gây ra các bệnh lý nguy hiểm khác, như là gì, là huyết áp cao hoặc các cái bệnh lý tim mạch, tăng cái nguy cơ đột quỵ ở những bệnh nhân tiểu đường, rất nguy hiểm đến sức khỏe tổng thể của chúng ta, thậm chí là đến tính mạng của chúng ta. Cái việc mà hormone testosterone nó giảm thấp, nó làm ảnh hưởng tới cái chức năng của insulin, và lượng đường trong máu khi mà nó tăng lên thì từ đó nó thúc đẩy bệnh nhân tiểu đường ngày một trầm trọng hơn, ngày một nặng hơn, rất là nguy hiểm, rất là nguy hiểm. Và một trong những cái ảnh tiếp theo đó là nó gây giảm ham muốn tình dục. Cái tình trạng giảm ham muốn tình dục này bản chất nó liên quan trực tiếp đến cái sự thiếu hụt hormone testosterone ở anh em nam giới, và cái tình trạng này nó có thể ảnh hưởng đến trực tiếp đến cảm xúc của chúng ta, và nếu như mà nặng hơn thì có thể dẫn đến cái tình trạng là trạng thái là rối loạn lo âu, trầm cảm và ảnh hưởng tới cái hạnh phúc gia đình của chúng ta, có thể dẫn đến gì, nhiễm toxin. Và cái tình trạng này khi mà nó xảy ra thường xuyên thì nó dẫn đến cái tình trạng là giảm hứng thú của cả nam và nữ. Phụ nữ cũng cần phải có sự động viên và chia sẻ với người nam giới. Và cái điều quan trọng là chúng ta cần phải kiểm soát tốt đường huyết. Đây là yếu tố kiên quyết trong điều trị các bệnh lý về đái tháo đường. Hãy hạn chế lượng đường đưa vào trong cơ thể, kiểm soát bằng thuốc và các cái chế độ ăn uống là rất quan trọng. Cái việc mà chúng ta kiểm soát tốt đường huyết, nó giúp cho chúng ta cải thiện các cái chức năng sinh lý nam một cách rất tuyệt vời, mà nó còn giúp hạn chế các cái biến chứng, các cái nguy hiểm do bệnh lý tiểu đường gây ra trên mạch máu, trên hệ thống thần kinh của chúng ta. Và cái phương pháp thứ hai đó là hãy kiểm soát cái cân nặng của mình. Thường xuyên chúng ta tập thể dục thể thao để tránh cái hiện tượng dư thừa năng lượng gây ra, và đặc biệt là gây tình trạng béo phì. Và có thể tập các cái bài tập nhẹ nhàng, như nếu như mà ai có thể nghiên cứu tập yoga này, đi bộ, hoặc là thậm chí là tập dưỡng sinh. Tất cả những cái vận động giúp cho chúng ta gì, tăng cái năng lượng và gì, hạn chế cái cân nặng kiểm soát của chúng ta. Và hãy bổ sung các cái thức ăn có chứa nhiều kẽm và các cái vitamin. Kẽm, lại một lần nữa nhắc đến kẽm, là một trong những dưỡng chất không thể thiếu giúp thúc đẩy cái ham muốn tình dục và sản xuất cái testosterone nội sinh. Kẽm rất quan trọng, và kẽm nó được tìm thấy trong các cái thực phẩm như là lòng đỏ trứng gà này, hoặc là hàu, hoặc là gì, hoặc là nấm, hoặc là các loại thịt đỏ.
Và khi mà bổ sung các cái thực phẩm này, nó giúp cho cơ thể của chúng ta tăng sản sinh cái testosterone, từ đó cải thiện các cái chức năng về ham muốn và chức năng sinh lý. Chúng ta có thể sử dụng bổ sung viên kẽm hữu cơ riêng. Mình rất hay bổ sung viên kẽm hữu cơ riêng cho những bệnh nhân điều trị sinh lý nam của mình. Nếu như chúng ta uống một viên kẽm hữu cơ thì nó tương đương với các bạn có thể ăn một cân hàu. Tức là hàu bản chất nó tác dụng sinh lý nam tốt, bởi vì sao? Bởi vì nó có chứa cái hàm lượng kẽm cao. Và khi mà chúng ta bổ sung viên kẽm hữu cơ riêng thì nó hạn chế hấp thu các cái protein và tránh các cái biến chứng như là gây nên gút hoặc thừa cân béo phì, tránh xa các cái chất có thể làm nặng lên cái tình trạng suy giảm chức năng sinh dục như là rượu bia, như là thuốc lá, như là các cái chất kích thích khác. Thì anh em phải gì, phải có sự quyết tâm để chúng ta có thể gì, phải từ bỏ và giảm dần những cái tình trạng hút thuốc lá, rượu bia để chúng ta có thể cải thiện các vấn đề về ham muốn tình dục. Và như vậy thì bệnh đái tháo đường nó ảnh hưởng trực tiếp đến sinh lý của anh em nam giới, và nó ảnh hưởng không nhỏ tới đời sống tình dục của hai vợ chồng. Và những người mà mắc bệnh tiểu đường, khi mà gặp các vấn đề liên quan đến chức năng sinh dục thì cần có sự tư vấn trực tiếp của các cái bác sĩ chuyên khoa. Đầu tiên là hãy kiểm soát đường huyết và hãy liên hệ trực tiếp với bác sĩ để được hướng dẫn một cách chi tiết, tránh những cái biến chứng nguy hiểm có thể xảy ra và nó ảnh hưởng tới tâm lý, sức khỏe và hạnh phúc gia đình. Và nếu như bạn đang gặp phải các cái vấn đề liên quan đến mặt rối loạn tình dục, liên quan đến chức năng sinh lý như là xuất tinh sớm, rối loạn cương dương hay suy giảm ham muốn, thì hãy liên hệ trực tiếp với tôi, bác sĩ Mạnh, cùng với đội ngũ cộng sự y bác sĩ của phòng khám sẽ đồng hành, hướng dẫn và tư vấn thật kỹ cho bạn các cái giải pháp điều trị mang tính chất bền vững, mang tính chất khoa học nhất. Và quan trọng hơn là tôi sẽ đồng hành cùng các bạn trong suốt cái quá trình điều trị để giúp cho các bạn có thể phục hồi sinh lực, tìm lại bản lĩnh phái mạnh của mình. Càng lâu càng sướng, sự thật ngỡ ngàng không như bạn nghĩ. Rất nhiều người cho rằng cái việc mà chúng ta quan hệ càng lâu thì nó càng sướng và càng chứng tỏ bản lĩnh của đàn ông. 10 phút, 15 phút chưa thấm vào đâu mà chúng ta phải gì? 30 phút, 40 phút thì nó mới là khỏe, nó mới là sướng. Và thực tế thì có đúng như vậy không? Lâu là lâu như thế nào và bao nhiêu phút được gọi là đủ? Và tránh cái tình trạng làm cho chúng ta hoang mang, không biết đâu mà lần, thì trong cái video ngày hôm nay tôi sẽ chia sẻ cho anh em tất tần tật về các cái vấn đề này. Xin chào tất cả các bạn, tôi là bác sĩ Đức Mạnh, chuyên gia trong lĩnh vực về nam khoa và hỗ trợ sinh sản. Chắc chắn khi mà chúng ta ở trên bàn nhậu hay là gì trên mạng xã hội, bạn vẫn thấy thì các anh em thi nhau nổ như này, tôi hay gọi là nó vui là nổ. Thì anh em hay nổ như này: tôi bình thường phải 30 phút mới xuất tinh, còn gì muốn hơn thì cho vọng ngất ngây luôn cho đến 40 phút, hay là rất nhiều hôm thì chém gió như này, biết nhất cũng phải nửa giờ, 10 cho đến 15 phút thì làm cái đấy thì làm gì, ít nhất thì cũng phải 30 phút. Và rất nhiều người hay có cái kiểu nổ như vậy ở trên bảng nhậu hay là trên mạng xã hội. Bởi vậy thì không ít người đã tìm mọi cách để chúng ta phá kỷ lục của chính mình, phấn đấu đạt cái ngưỡng thời gian thật là lâu để gì chứng tỏ được năng lực của đàn ông và chinh phục được bạn tình của mình. Nhưng thực tế thì sao? Trên thực tế những ông mà nói thì khoảng tầm 30-40 phút thì chỉ có hai trường hợp xảy ra. Trường hợp thứ nhất này là ông bốc phét, tức là ông chán khó, ông bốc phét. Còn cái trường hợp thứ hai là ông đang bị cái tình trạng mà xuất tinh chậm, tức là đây là một tình trạng bệnh lý. Và đàn ông khi mà cố gắng giỏi lắm, chúng ta cũng chỉ đạt ngưỡng khoảng tầm từ 20 cho đến 25 phút, và hiếm lắm có người đạt khoảng tầm từ 30 cho đến 35 phút. Đa số những người được hỏi về thời gian quan hệ đều phóng đại cái khả năng của mình lên gấp khoảng tầm từ 2 cho đến 3 lần so với thực tế. Và đặc biệt là khi mà chúng ta yêu quá lâu nó cũng không tốt như bạn tưởng. Bởi khi mà chúng ta yêu lâu thì cái tần số mà chúng ta cọ sát, khi mà chúng ta cọ sát nó sẽ khiến cho cậu nhỏ và khiến cho cô bé đều bị tổn thương. Và khi mà đã qua cái giai đoạn mà cao trào rồi thì cô bé thường gì bị cái tình trạng là khô hạn. Còn nếu mà cậu nhỏ vẫn liên tục ra vào sẽ gây tình trạng là đau rát hoặc là chảy xước cho cả hai. Và chị em phụ nữ khi mà bị tổn thương vùng kín thì rất dễ gây cái tình trạng là bị viêm nhiễm sau khi chúng ta quan hệ. Còn đàn ông thì bị cái tình trạng gì? Viêm niệu đạo hoặc là viêm tiền tuyến. Thế là những ngày sau đó thì bạn tình có thể sẽ tìm cách để chúng ta từ chối gặp gỡ vì đau và sợ. Và trong khi yêu, cái cơ quan sinh dục ở trạng thái sung huyết cao độ, từ lúc mà chúng ta ở trạng thái hưng phấn đến lúc chỉ cao trào, và cơ bắp căng phồng, tim đập nhanh, tim co bóp mạnh, huyết áp thì tăng cao, hô hấp thì sâu và nhanh, ra mồ hôi rất là nhiều. Đây là những cái triệu chứng đặc biệt khi chúng ta lên cao trào, nên là cái năng lượng của cơ thể bị tiêu hao rất là nhiều và cơ thể bị suy kiệt vì mất sức, dễ dẫn đến tình trạng là gì, đột quỵ. Và khi mà chúng ta yêu lâu sẽ khiến cho cả hai cảm thấy mệt mỏi, chán nản, thậm chí là gì, sợ quan hệ.
và nói chung thì khi mà lâu quá cũng không tốt, mà nhanh quá thì lại càng không tốt, và quan trọng nhất là gì, vẫn là vừa phải. Vậy thì bao nhiêu phút được coi là lý tưởng, và cái thời gian nông chậm tính từ khi là gì, chúng ta phải tính từ khi mà đưa cậu nhỏ đưa vào bên trong cô bé đến lúc thì chúng ta xúc đi, thì đạt khoảng tầm từ 10 cho đến 15 phút là quá ok với anh em nhé. Và nếu mà lâu hơn có thể kéo dài từ 20 cho đến 25 phút. Và một cái lưu ý là anh em không tính cả cái thời gian âu yếm dặn đầu anh em nhá. Những ông mà khoe cả tiếng chắc có thể cộng dồn cả cái màn dặn đầu nào. Và các bạn nên nhớ là chúng ta chỉ tính từ khi gì bắt đầu xâm nhập vào bên trong anh nhá. Còn nếu mà anh em nào mà chỉ được khoảng tầm 2 cho đến 3 phút thôi là quá ngắn anh em, quá ngắn. Và như vậy là cả mình và bạn tình của mình đều chưa cảm nhận được gì khi mà thời gian nó quá ngắn. Và trong cái trường hợp này thì chúng ta phải khắc phục ngay, và chúng ta ăn uống điều độ lại, hạn chế rượu bia, đặc biệt là bỏ thuốc lá, rồi chúng ta thường xuyên chúng ta luyện tập thể dục thể thao để chúng ta tăng cường cái sức khỏe, và đặc biệt là sức bền và cái sự dẻo dai chúng ta, kết hợp với việc chúng ta uống thuốc, bổ sung các cái thực phẩm để chúng ta hỗ trợ, để vì khi mà chúng ta chỉ tầm khoảng thì tầm 2 tuần đến 1 tháng là chúng ta sẽ lại khỏe gì, mình là ví dụ như là chúng ta lại khỏe như trâu này, trâu rất khỏe. Và bạn có thể liên hệ trực tiếp với tôi để được đồng hành, tư vấn và hỗ trợ các cái giải pháp tốt nhất cho các bạn để chúng ta phục hồi sinh lực, tìm lại bản lĩnh nhé. Và nếu anh em có bất cứ cái thắc mắc hoặc cần tư vấn về các cái bệnh lý nam khoa, các cái sức khỏe sinh sản như là xuất tinh sớm này, rối loạn cương dương hoặc là liệt dương, anh em có thể liên hệ trực tiếp với tôi để tôi cùng với đội ngũ y bác sĩ cộng sự của phòng khám sẽ luôn luôn đồng hành hỗ trợ tư vấn anh em. Cảm ơn tất cả các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Xin chào.